truyền phim full hạ tầng toàn cầu thuộc công ty truyền thông Quả Thổ. Nè. Ủa, ai đi ta? Đại mỹ nhân của lớp mình á, vừa học giỏi lại vừa hòa đồng nữa kìa. Chơi thân với nhóm kia vậy mà cuối cùng bị người ta nghi là đồ ăn cắp. Bởi, làm vậy chi vậy? Đường đường là tiểu thư con nhà khá giả mà lại đi ăn cắp đồ. Kể tôi đi, có liên quan tới mấy người hả? Sao không liên quan? Tiền quỹ đó có tụi tôi đóng đó chứ bộ. Đúng rồi. Chuyện đó không có quan trọng. Quan trọng là có người bị gán ghép cho cái tội là ăn cắp giặt. Mà người gán là ai? Ai đó trong cái hội bạn thân á. Thôi đi, mấy người thôi đi. Nè, tôi tuyên bố cho mấy người biết nha. Kể từ bây giờ, tôi với cái nhóm đó không liên quan với nhau nữa. Đặc biệt là tên Lê Hòa đó. Cái tên lớp trưởng vô đức vô năng đó. Nghe rõ chưa? Không liên quan đó. Không liên quan. Tránh ra, tránh ra. Minh Tân, Minh Tân. Tình 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 tình. Thôi Minh Tân. Cái bà nội mày á. Trời ơi, coi kìa. Người la ơi, xin cho tôi mượn bờ vai. Từ đầu gục ngã vì mỏi mệt quá. Điên khùng. Minh Tân. Cái gì? Tại sao chưa nghe tôi nói xong mà Minh Tân bỏ đi rồi? Nè, Minh Tân có biết á, là từ lúc mà tôi gặp Minh Tân á, cái trái tim tôi nó bị xao xuyến. Xong rồi tôi cảm giác như là hai đứa mình đã quen nhau từ kiếp trước vậy á. Giống như là có cái câu thiên duyên tiền định vậy đó. Cho nên hôm nay tôi Minh Tân. Ôi trời ơi, Minh Tân. Cái gì vậy? Minh Tân. Cái gì vậy? Minh Tân nhận cho tôi vui. Minh Tân. Lực sĩ ơi, đưa đây. Nè, tặng quà nè, có cần tôi mở ra luôn không? Đưa coi. Nè, mở ra coi đi. Ây da. Tặng gì vậy? Khùng à. Lấy cái hoa, trả cái này về cho má đi. Muốn tôi làm bạn gái không? Muốn. Trời ơi, cái gì mới tỏ tình mà bây giờ được hôn luôn rồi hả? Nè. Nói nhỏ. Vậy mà làm mừng hụt. Hả? Mấy bạn ơi, sắp tới cuối năm rồi, công trình thanh niên của đoàn trường mình á. Các bạn có ý kiến gì không? Ý kiến gì là ý kiến gì? Tôi có ý kiến vậy, hay là lớp mình á mua một cái ghế đá cho trường đi. Ghế đá hả? Mua ghế đá được không? Bây giờ quan trọng mua ghế đá loại gì mà đặt ở đâu? Chưa kể những lớp khác cũng mua ghế đá là mình có bị trùng không? Thôi đi. Bây giờ tiền quỹ bị mất rồi, mua gì nữa? Đúng rồi đó, mất tiền đâu mà mua. Rồi. Thì mình phải tìm cách để mà mình tìm lại cái số tiền quỹ mất chứ. Các bạn bình tĩnh lại đi. Tụi mình á đang rất là cố gắng tìm ra lý do để giải thích cho các bạn biết về cái tiền quỹ. Lý do tiền mất thì nó mất rồi, tiền lý do làm gì nữa. Đúng rồi. Hèn quá. Tiền là tiền của chung, cho nên chắc chắn tôi sẽ cho các bạn một câu trả lời thỏa đáng. Tôi tin Lê Hòa, bởi vì Lê Hòa là một người lớp trưởng xứng đáng. Tôi tin bạn. Nói chung là thôi đi, tiền quỹ mất rồi, nhà Lê Hòa cũng đâu có khá giả gì đâu mà có thể đền được tất cả. Đúng rồi đó. À, đúng rồi đó. Tôi thấy vậy nè. Tôi thấy Lê Hòa làm lớp trưởng mà tụi mình á là học chung với nhau 3 năm rồi. Làm lớp trưởng 3 năm rồi vậy mà chưa có bao giờ đạt được một thành tích nào mà gọi là xuất sắc. Đã vậy á, không bao giờ mà có tiếng nói trong lớp mình hết trơn hết trọi á. Cho nên bây giờ tôi thấy Lê Hòa từ chức đi. Ê, nói gì vậy? Đứa nào quên đi. Nói vậy bây giờ quốc mình luôn hết tên ông. Ai nói Lê Hòa là không xứng đáng? Tôi. Đó, thấy chưa? Nghe tôi nói hết đi rồi hãy quyết định. Em biểu hỏi chi? Bao nhiêu năm qua chúng ta hoạt động bình thường cả đúng không?
tất cả những lời gì căn dặn của giáo viên á, Lê Hòa đều truyền lại chúng ta được đàng hoàng hết, không hề tư lợi. Thì những hoạt động ở trường thì sao? Lê Hòa giúp chúng ta hoạt động rất là tốt. Tại sao không xứng đáng? Xưa giờ chưa bao giờ mất tiền quỹ, hôm nay mới mất lần đầu tiên thôi. Đừng có vì lý do đó mà đánh giá Lê Hòa vậy là không công bằng. Đó, mọi người thấy chưa? Mọi người nghe chưa? Thấy chưa? Lời nói của Tuấn Kiệt á, nói câu nào hay câu đó, chí lý câu đó, Tuấn Kiệt xứng đáng làm lớp trưởng hơn Lê Hoàng nhiều. Đúng chết. Thầy quýnh tao à? Quýnh tao hả? Thôi nè, tôi làm xoay về tình hình nha, không bao giờ làm căng lên. Đây mới làm căng lên nè. Căng gì? Căng nào? Sao? Căng không? Nãy giờ căng không? Căng không? Thôi mọi người bình tĩnh lại đi. Chỉ có Lê Hoàng mới có đủ tư cách để làm lớp trưởng thôi. Với lại á, Tuấn Kiệt cũng đâu có muốn làm lớp trưởng đâu. Đúng rồi, tôi làm gì muốn? Muốn không muốn cái gì? Cái chuyện này là chuyện chung của lớp. Bây giờ không có nói cái vấn đề muốn hay không muốn nữa, mà mọi người bầu thì phải làm thôi, đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà vấn đề ở đây là tụi mình vẫn chưa tìm ra được nguyên do. Ừ. Thì bây giờ lớp trưởng vậy sao tìm ra nguyên do được? Bây giờ đổi lớp trưởng mới, chắc chắn lớp trưởng mới sẽ tìm ra được nguyên do. Khi nào có nguyên do thì mình sẽ bàn tới cái chuyện. Im lặng, không có nói nhiều. Ai đồng ý Tuấn Kiệt là lớp trưởng giơ tay lên. Tôi mấy bạn. Ừ, sao vậy? Lê Hòa, Lê Hòa. Đau hồ hồ thơ thơ biết gì đâu. Ngồi xuống đây. Đứng chi cho mỏi chân biết. Lê Hòa, Lê Hòa, Lê Hòa, Lê Hòa, Lê Hòa. Trời ơi, bình tĩnh đi rồi thôi. Mấy mọi người đang rất là buồn nên bị kích động như vậy thôi. Đừng có buồn nha. Giờ ông đúng không? Gì? Nè, muốn làm lớp trưởng á thì nói tôi, đừng có làm trò hay vậy. Ừ, tôi nói nghe nè. Thật sự tôi không ngờ là tại sao lực sĩ như vậy luôn á. Không phải thường ngày lực sĩ là bạn của ông hả? Bây giờ bạn ông nói vậy đó, ông chối gì nữa? Tôi nói nghe nè, ông bình tĩnh lại coi. Tôi chỉ muốn giúp ông thôi mà. Thôi đi, ông tự lo cho ông đi, không cần ông giúp. Đừng có xí vô chuyện của tôi. Dẹp đi. Mọi chuyện á đã dần sáng tỏ rồi đó. Hả? Cái gì? Trời ơi, hóa ra mọi chuyện là chỉ để chia rẽ nội bộ của nhóm mình. Đó là điều ông nghĩ đó hả? Thì mọi người thử nghĩ nè. Đầu tiên, Lê Hòa bị mất tiền. Mà cái chuyện đó đáng lẽ chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi à. Rồi sau đó sao? Tự nhiên Thùy Dung nổi trận lôi đình lên, cái làm cho mối quan hệ giữa hai người rạn nứt. Rồi cuối cùng sao? Cả lớp muốn bầu lại lớp trưởng. Và cái người mà cả lớp muốn bầu á lại là ông. Ừ, đúng rồi. Hả? Từ đầu buổi giờ ông đâu có liên quan gì đâu. Chính xác. Kỳ lạ không? Đúng rồi đó. Rất là trùng hợp luôn á. Mọi chuyện xảy ra trùng hợp cách. Nhưng mà hả, nhiều chuyện ngẫu nhiên trùng hợp xảy ra thì chắc chắn nó không còn là ngẫu nhiên nữa. Đúng rồi. Nhưng mà còn một chuyện ngẫu nhiên nữa. Chuyện gì nữa vậy? Chuyện gì? Đó là tôi đi học á. Hả? Ông đi học thì sao? Thì đâu phải hả, tự nhiên cấp trên phái tôi xuống để kè kè theo hai người đâu. Rõ ràng, đúng không? Đúng, đúng, đúng. Trong khi tôi còn nhiệm vụ khác phải làm. Đúng rồi. Sao càng nói, càng thấy mọi chuyện không có đơn giản à nha. Không. Bây giờ tôi nghĩ cái chuyện quan trọng bây giờ á là phải tìm cách giải quyết cái tiền quỹ trước cái đã. Đúng rồi đó. Mình không thể để nhóm của tụi mình bị chia rẽ một cách vô lý như vậy được. Đúng rồi. Đúng rồi đó. Cố gắng lên. Lúc nào cũng vậy hết trơn á. Phải có tinh thần chứ. 2, 3, yeah. Bản quyền phim Full hạ tầng toàn cầu thuộc công ty truyền thông Quả Thổ.